cùng với con đường mang tên đồng chí Hồ Nghinh, hiện thành phố Đà Nẵng cũng có một ngôi trường tự hào mang tên ông. Được thành lập vào năm 2015 tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, trường trung học cơ sở Hồ Nghinh năm nay vừa bước sang tuổi thứ 8. Là một ngôi trường còn non trẻ, nhưng phát huy những phẩm chất tốt đẹp của nhà cách mạng mà trường vinh dự mang tên. Trường trung học cơ sở Hồ Nghinh đang từng bước xây dựng thương hiệu, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín với người dân địa phương. Một tiết học về cuộc đời của nhà cách mạng Hồ Nghinh, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng dành cho học sinh lớp 6 của trường trung học cơ sở Hồ Nghinh. Với mỗi học sinh nhà trường, đây là dịp để các em vừa có thêm những kiến thức về lịch sử quê hương, vừa thêm tự hào được là học sinh ngôi trường mang tên một sĩ phu xứ Quảng, một tấm gương cống hiến hy sinh vì dân, vì nước, với những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Quảng Nam Đà Nẵng. Đối với em là một học sinh cuối cấp của trường Trung học cơ sở Hồ Nghinh thì em luôn cảm thấy tự hào khi được học tại mái trường này, được lấy tên tỉnh một trong những nhà cách mạng tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam. Năm học cuối cấp thì em cũng luôn cố gắng để học tập cũng xứng đáng được làm học sinh của trường Trung học cơ sở Hồ Nghinh. Năm học 2015-2016, trường Trung học cơ sở Hồ Nghinh chính thức được thành lập với hơn 500 học sinh. Bước sang năm học thứ 8, nhà trường đã có hơn 700 học sinh, 47 cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất tương đối khang trang. Vượt qua những khó khăn, những ngày đầu mới hoạt động, giáo viên nhà trường đã thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Tôi là một trong những giáo viên đầu tiên từ ngày mà trường thành lập cho đến nay. Ngày đầu mà mới về trường thì trong một ngôi trường khá là non trẻ và đặc biệt là những cái bóng cây nó còn rất là thưa thớt, học sinh thì cũng ít. Trường hiện nay thì về cơ sở vật chất thì đã đảm bảo trong để thực hiện được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh việc giảng dạy chính khóa, các hoạt động ngoại khóa hướng đến việc giáo dục cho học sinh về lịch sử, nhất là lịch sử địa phương, lịch sử nhân vật ngôi trường mang tên cũng được nhà trường hết sức chú trọng. Nhà trường cũng có sự kết nối chặt chẽ với gia đình cố bí thư Hồ Nghinh. Mỗi năm đều dành nhiều suất học bổng cho các học sinh khó khăn, học sinh xuất sắc để lan tỏa tinh thần học tập không ngừng của cố bí thư đến toàn thể học sinh nhà trường. Thì nhà trường vẫn xác định mục tiêu chủ yếu là lấy chất lượng giáo dục làm nền tảng cơ bản và giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là danh nhân lịch sử của ngôi trường mang tên cho học sinh nhà trường. Vì vậy trong những năm vừa qua thì khắc phục mọi khó khăn, dù là ngôi trường mới non trẻ nhưng nhà trường vẫn động viên quý thầy cô giáo, nhân viên nhà trường cũng như các em học sinh trong công tác học tập. Gia đình của Hồ Nghinh hàng năm thì có quỹ học bổng để hỗ trợ khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng để đầu tư cho chất lượng mũi nhọn của nhà trường. Những yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại đòi hỏi thầy và trò trường trung học cơ sở Hồ Nghinh phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo trên cơ sở phát huy những thành tích đã từng bước được gây dựng trong gần 10 năm qua, từ đó xây dựng thương hiệu trường học xứng danh với nhà cách mạng mình mang tên.